và lớn nhất trong họ nhà mèo. Vì thế mà chúng leo trèo rất giỏi. Ngay gần khu vực hàng rào, quý du khách có thể bắt gặp được những trong sắt. Những trong sắt này với một mục đích, đó chính là cản trở sự leo trèo của những bạn hổ khác ra ngoài. Ngay bên tay phải chúng ta dưới sập gỗ đây, bên tay phải dưới sập gỗ có một bạn đang nằm nghỉ ngơi tại đây. Và mỗi ngày những bạn hổ này rất lười, sẽ dành ra 20 tiếng đồng hồ cho việc ngủ nghỉ và giải trí. Thậm chí dành 4 tiếng đồng hồ cho việc tìm kiếm con mồi và thưởng thức con mồi. Rất lười ạ. Ngay khu vực phía trước đây, dạ bên tay trái chúng ta, quý du khách sẽ được bắt gặp hai bạn hổ đang nằm nghỉ ngơi tại đây. Dạ, nghe đây. Hai bạn hổ này là một con đực và một con cái, hiện tại hai bạn này đang quen nhau. Đặc biệt, loài hổ là loài thích sống đơn lẻ. Mỗi con sẽ điều trị một lãnh thổ khác nhau và không con nào tiến gần đến lãnh thổ của con nào. Tuy nhiên thì vào mùa sinh sản, nhà chúng sẽ tìm đến nhau và kết đôi với nhau. Và sau khi kết đôi xong thì chúng lại chia tay nhau. Từ 3 đến 3 tháng rưỡi sẽ cho ra con và một lứa như thế thì từ 1 đến 5 con. Ngay phía trước kia, ngay phía trước bên kia rảnh nước có một bạn đang nằm kia. Sau khi kết đôi xong thì chúng lại chia ra nhau. Và từ 3 đến 3 tháng rưỡi sẽ cho ra con. Một lứa như thế thì từ 1 đến 5 con. Và con của chúng thì từ 2 đến 2 tuần rưỡi tuổi sẽ được mở mắt. Và chúng tôi rất vui mừng thông báo với quý du khách rằng chúng tôi vừa mới chào đón hai cá thể hậu con khá là dễ thương. Hai bạn này thì được sinh ra cách đây hơn 1 tháng tuổi. Và hai bạn này được đặt một cái tên, một bạn tên Phú và một bạn tên Quốc, ghép lại là Phú Quốc. Hai bạn này thì được nhốt ở khu vực khác, được chăm sóc riêng, chăm sóc đặc biệt. Ngay khu vực bên tay trái chúng ta, ngay bên kia, có một bạn đang nằm nghỉ ngơi tại kia. Dạ, các bạn này mỗi ngày rất lười, dành 20 tiếng đồng hồ cho việc ngủ nghỉ. Ủa, một khu nhỏ quá mà nhiều hổ rồi nó đánh lộn sao? Dạ, các bạn này đánh riết rồi cũng kết bạn với nhau thôi nè. Chúng ta cùng quan sát ngay khu vực bên tay phải của mình, sập gỗ đây. Bạn đang nằm nghỉ ngơi tại đây. Mỗi bạn hổ như thế này thì mỗi con sẽ có một bộ lông khác nhau và không con nào giống con nào. Cũng giống như con người chúng ta thì mỗi người có một vân tay thì những bạn này cũng như vậy. Và đặc biệt là nước miếng hay còn gọi là nước vải, các bạn hổ này thì có khả năng sát trùng rất tốt. Vì thế mà khi chúng bị thương, chúng thường liếm vào vết thương của chúng để cho vết thương mau lành. Và trên xe chúng ta có ai bị thương có thể xuống xe và nhờ những bạn này chữa trị giúp chúng ta. Tuy nhiên thì những bạn này chữa trị một lần và chúng ta sẽ không còn cơ hội để chữa trị lần thứ hai. Không còn cơ hội nữa nè. Bởi vì vừa mới gặp chúng ta thì bạn này đã sửa đẹp ngay lập tức. Xa bên tay trái chúng ta có một bạn đang nằm nghỉ ngơi bên kia. Hai bạn luôn, một con nằm trên đồi nữa kìa, trên cái mung cao cao. Gò má, nằm chân gò mối ạ. Trung bình một bạn hổ đực có thể nặng đến 350 kg. Và một cô nàng hổ cái có thể nặng đến 200 kg. Và lời hổ thì chúng di chuyển rất nhanh, có thể chạy với vận tốc 65 km/h. Và chúng ta tạm thời chia tay với những bạn hổ ở đây, tiến đến một khu vực khác, khu vực của loài động vật ăn cỏ. Bạn này khá là quen thuộc.